Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019. Kính chúc quý vị ngày mới vui tươi và thành công trong cuộc sống. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Một số địa phương tổ chức thăm chiến sĩ mới sau gần 2 tháng nhập ngũ. Tin trong nước, thuế về 0% nhiều mặt hàng vẫn chưa thể xuất ngoại. Tin thế giới, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản kết thúc nhiệm kỳ 9 năm. Thưa quý vị, nhằm chủ động ngăn chặn và phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã thành lập 2 chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm tra chặt chẽ nguồn heo qua địa bàn huyện và nhập vào huyện. Qua một tháng thành lập chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc sát trùng để tiêu độc, khử trùng hơn 680 phương tiện vận chuyển động vật, kiểm dịch 590 con heo, hơn 606.000 con gia cầm và hơn 75.000 ký sản phẩm động vật. Tất cả các phương tiện chở động vật, sản phẩm động vật đều có giấy tờ kiểm dịch đầy đủ. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch chặt chẽ nguồn heo nhập vào địa bàn huyện, ngành chức năng huyện còn duy trì thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ. Gia súc gia cầm khi giết mổ được cán bộ thú y kiểm tra lâm sàng, tình trạng sức khỏe. Các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng dấu kiểm soát giết mổ theo quy định trước khi cung cấp ra thị trường. Huyện Tân Thạnh tổ chức đoàn đến tham dự buổi gặp gỡ giữa đơn vị với địa phương và gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 tại đơn vị tiểu đoàn bộ binh 1 trung đoàn 738 bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An và bộ đội biên phòng Long An. Năm 2019, huyện Tân Thạnh có 33 tân binh nhập ngũ và huấn luyện tại trung đoàn 738 bộ chỉ huy quân sự Long An và 25 chiến sĩ mới tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Long An. Các chiến sĩ mới an tâm tư tưởng khắc phục những khó khăn trong thời gian đầu nhập ngũ, phấn đấu rèn luyện chấp hành tốt nội quy của đơn vị, tỷ lệ quân số tham gia đạt 100%. Lãnh đạo quyền ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và động viên các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Tân Thạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết gắn bó chặt chẽ với đơn vị, đóng góp công sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cũng tại tiểu đoàn 1 trung đoàn 738 đóng quân tại Thạnh Quá, lãnh đạo quyền Cần Đức đến thăm tặng quà cho chiến sĩ mới. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình học tập của các chiến sĩ, lãnh đạo huyện thăm hỏi sức khỏe, trao tặng quà, đồng thời biểu dương cố gắng của các tân binh trong học tập rèn luyện cũng như chấp hành nội quy của đơn vị trong quá trình huấn luyện. Thời gian qua, huyện Cần Đức luôn chú trọng đến công tác hậu phương quân đội, tổ chức các hoạt động đưa tiễn, tặng quà, động viên thanh niên trước khi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và trong quá trình huấn luyện, kịp thời động viên chiến sĩ an tâm học tập rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân hàng năm. Nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi kể chuyện theo sách cho học sinh cấp tiểu học huyện Đức Hòa lần thứ nhất năm 2019. Hội thi thu hút hơn 100 học sinh tiểu học trên địa bàn huyện tham gia. Với chủ đề Chúng em kể chuyện cổ tích Việt Nam, các tiết mục dự thi đều được chuẩn bị công phu, dòng kể truyền cảm, kết minh họa, quá trang sáng tạo để tăng sức hấp dẫn sinh động cho câu chuyện. Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh để các em thể hiện năng khiếu, kiến thức của mình, góp phần phát triển năng khiếu toàn diện của các em, đồng thời rèn luyện tính tự giác học tập, giúp các em làm quen với thư viện, tìm sách và phát triển phong trào đọc sách quyền nhà. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị trường tiểu học An Ninh Đông. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Tân An tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2019. Quý 1 năm 2019, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Tân An có doanh số cho vay đạt trên 20,9 tỷ đồng, bằng 160% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 630 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên giải quyết việc làm, nâng tổng dư nợ đạt trên 163 tỷ đồng với trên 6.600 khách hàng vay. Trong quý, nguồn vốn tín dụng chính sách cung ứng kịp thời cho 75 hộ nghèo, 135 hộ cận nghèo, 96 hộ mới thoát nghèo có điều kiện sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo, 25 học sinh sinh viên khó khăn được vay vốn tiếp tục việc học. Trong quý 2 năm 2019, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Tân An tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trong năm, thực hiện rà soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chưa vay vốn, tăng cường thu hồi nợ quá hạn,
thường xuyên tuyên truyền cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận kịp thời chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong quý 1 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam đã chi tổng số hơn 883 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu ô tô, trong đó phần lớn là nhập khẩu từ hai thị trường ASEAN là Thái Lan và Indonesia. Như vậy, trong quý 1 năm 2019, toàn thị trường ô tô Việt Nam nhập khẩu khoảng 39.000 chiếc ô tô các loại. So với cùng kỳ năm trước, lượng xe nhập khẩu tăng 8,5 lần và giá trị cũng tăng khoảng 6,5 lần. Trong số các nước xuất khẩu xe vào Việt Nam trong quý 1, nhiều nhất là Thái Lan với gần 26.000 xe, trị giá gần 517 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo đó là Indonesia với hơn 9.000 xe nhập khẩu, trị giá 143,7 triệu đô la. Thị trường ô tô lớn nhất thế giới là Trung Quốc cũng xuất khẩu sang Việt Nam gần 1.000 xe, trị giá khoảng 41 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, công tác đàm phán cắt giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Việt Nam thông qua các hiệp định FTA đã được Bộ Công Thương thực hiện hiệu quả. Nhưng việc đàm phán để được công nhận về quản lý chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật còn hạn chế. Do vậy, nhiều mặt hàng của Việt Nam dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0%, nhưng vẫn chưa được phép nhập khẩu vào một số thị trường. Hiện những mặt hàng nông sản của Việt Nam như sữa, thịt heo hay một số loại rau quả, dù đã được hưởng thuế suất bằng không, nhưng vẫn chưa thể vào được những thị trường như Canada hay New Zealand. Một trong những nguyên nhân chính được cho là do tập quán sản xuất của Việt Nam vẫn ở quy mô nhỏ, phân tán, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường nhập khẩu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết khó khăn lớn nhất trong xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vẫn là chất lượng và an toàn thực phẩm. Lý do khiến nhiều mặt hàng nông sản được giảm thuế về 0% nhưng vẫn chưa thể xuất đi. Cái khó khăn lớn nhất cho nông sản Việt Nam thì ở đây tôi vẫn nhắc đến cái vấn đề là chất lượng và vấn đề an toàn thực phẩm. Vì trong CPTPP thì nó có hai khối, là cái khối các cái nước phát triển thì cái yêu cầu họ về an toàn thực phẩm cũng như là các yêu cầu về kiểm dịch động thực vật rất là cao, ví dụ như là Canada, ví dụ như là Úc, New Zealand hay là Nhật Bản. Giảm thuế quan chỉ là một điều kiện để xuất khẩu hàng vào các cái nước ấy thôi, chứ còn muốn xuất khẩu, muốn nhập khẩu được hàng vào nước người ta là còn rất nhiều cái tiêu chí và nhiều cái tiêu chuẩn khác, những cái tiêu chuẩn về chất lượng này là mình phải bảo đảm, rồi tiêu chuẩn về môi trường này, rồi tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm này. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu chưa phát huy tối đa hiệu quả do chưa được thực hiện đều và đồng bộ từ khâu sản xuất đến khâu tiếp thị. Hàng hóa Việt Nam chưa trực tiếp đến được với các doanh nghiệp phân phối ở thị trường nhập khẩu đã có FTA với Việt Nam. Vì vậy, thời gian tới, các hoạt động xúc tiến thương mại cần tập trung khắc phục những hạn chế hiện nay. Để mà tận dụng tối đa những cái lợi ích mang lại từ các hiệp định thương mại tự do cũng như là có thể là vượt qua được những cái thách thức của thương mại toàn cầu, thì trong thời gian tới thì là cái hoạt động xúc tiến thương mại cũng cần phải có một số những cái định hướng nhằm phù hợp với lại cái bối cảnh mới, đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong cái việc là xúc tiến xuất khẩu. Thứ hai nữa đó là cái việc mà đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế trong cái hoạt động xúc tiến xuất khẩu và chú trọng tìm kiếm đối tác cho các hiệp hội, cho các doanh nghiệp ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thực hiện và khắc phục những vướng mắc vẫn còn chậm, nhưng để cải thiện tình trạng đó, cần cả doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan năng động hơn, thực hành một cách sát sao, kể cả sự chỉ đạo lẫn thay đổi về quy cách thực hiện. Có như thế thì hàng hóa Việt Nam mới có thể xuất ngoại để mang lại giá trị gia tăng. Việc thả rong chó mèo như hiện nay tại nước ta đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến con người. Tuy nhiên, việc quản lý chó mèo thả rong tại các địa phương hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, phản ánh tại thành phố Đà Nẵng. Quảng trường 29 tháng 3, nơi hàng đêm đều xuất hiện hàng chục con chó lớn nhỏ các loại được thả rong. Điều đáng lo ngại bởi đây cũng là nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt là trẻ em đến vui chơi hàng đêm. Dù địa phương có đặt biển báo cấm thả rong chó mèo với đầy đủ các hình ảnh, mức phạt, tuy nhiên đa số chó tại đây vẫn không được xích, không có rọ mõm và nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Có một số các con chó tôi nói là rất lớn, thậm chí tí là 3-40 kg mà không bịt mõm, không có dây dẫn mà thả rong hoàn toàn. Thì có thể là thậm chí là người lớn chứ không cần trẻ em. Nếu những con chó đó nó vồ thì hậu quả nó không biết như thế nào.
Thời gian qua, nhiều vụ chó thả rong tấn công người gây hoang mang trong dư luận. Để quản lý chó mèo tại địa phương, Đà Nẵng đã xây dựng một đề án riêng, trong đó đặt mục tiêu trong năm 2019, tất cả hộ gia đình nuôi chó, mèo đều phải đăng ký với địa phương để quản lý. Tuy nhiên, việc quản lý này hiện mới chỉ dừng lại trên giấy tờ và việc triển khai thực hiện tại các địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Với địa phương thì thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái nguy hiểm bệnh dạy và tổ chức cái việc tiêm phòng, rồi cũng quản lý cấp sổ cho chó mèo nuôi trên địa bàn của mình, rồi tổ chức bắt chó chạy rong. Những nhiệm vụ đó là đều nằm ở địa phương. Phường không có cái đội quân mà chuyên về làm cái động tác là bắt chó, là phải có nghiệp vụ, mà ủy ban phường không có cái lực lượng đó, mà hầu như là anh em quy tắc hiện nay là đang đảm nhiệm hết. Mặc dù tại một số điểm nóng về thả rong chó mèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các địa phương cũng đã chủ động thành lập lực lượng chịu trách nhiệm với dụng cụ chuyên dụng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đối phó với lực lượng chức năng của những chủ nuôi chó mèo và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này rất cần có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chính những chủ nuôi chó mèo để từ đó hạn chế việc thả rong chó mèo trên các tuyến phố như hiện nay.